Làm chứng trước tòa. Chết rồi. Một tuần đã trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm ra danh tính của tài xế đi xe trên quốc lộ 17 gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Cảnh sát cho biết đó là một đoạn đường vắng, không có camera an ninh. Thời gian xảy ra vụ tai nạn lại vào đêm tối nên rất khó tìm ra thủ phạm là ai. Xin chào anh. Anh là Jack Parkinson đúng không? Đúng vậy. Các anh có chuyện gì không? Có nhân chứng tố giác anh lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Anh bị bắt giữ khẩn cấp. Không thể được. Lúc đó cháu đang khó ngủ nên ra ban công hóng gió. Chính mắt cháu đã thấy chiếc xe của anh kia đâm vào bà cụ đi ngang qua đường. Lúc đó quá bất ngờ, cháu sợ quá. Khi chiếc xe bỏ trốn, cháu đã cố nhớ biển số xe. Cô bé này chính là người đầu tiên gọi cứu thương. Và chúng tôi đã làm các giám định với chiếc xe của bị cáo. Mỗi bằng chứng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của người làm chứng. Người làm chứng, cháu có thể một lần nữa khẳng định bị cáo ngồi kia có phải là người tối hôm đó gây tai nạn không? Bia, em đừng sợ gì hết. Em chỉ cần nói ra sự thật thôi. Dạ đúng mà, chính là anh ta. Con bé kia, mày nói gì? Im miệng ngay. Nè nè, cậu làm gì thế? Hành động của cậu chẳng khác nào là đang thừa nhận tất cả đâu. Con bé kia, tao thề là nếu tao phải ngồi tù thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày nhớ chưa? Không sao đâu Mia, có cảnh sát ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu. Cuối cùng hắn phải nhận mức án cao nhất là 5 năm tù cho tội ác của mình. Mà giờ thì em yên tâm rồi nha Mia. Sao con lại đến đây? Con nhớ bà lắm. Bà không nhớ Will hả? Thằng bé cứ đòi đến đây, tôi thấy tội nó quá nên không kìm lòng được. Kể từ đây nhờ các cô ở nhà tình thương chăm sóc Will nha. Không, con ở với bà cơ. Will có nghe lời ba không? Bà sẽ về sớm với con thôi. Con phải nghe lời các cô, con nhớ chưa? Dạ vâng, ba sẽ về với con nha. Năm năm sau. Các cô nói cái gì? Jack à, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đã không thể báo sớm cho anh biết. Chúng tôi sợ anh sẽ bị sốc. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, Will của tôi đang ở đâu? Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn. Will đang ở vỉa hè chơi với các bạn. Một tài xế say rượu bất cẩn đã tông phải thằng bé. Là tai nạn giao thông ư? Tôi hiểu anh đau khổ như thế nào. Mất thằng bé một tháng nay, tôi cũng cảm thấy như địa ngục vậy. Nếu chúng tôi cẩn thận hơn, nếu ngày hôm đó... Will à, ba xin lỗi. Mấy đứa ơi, chị đến rồi nè. À, chị Mia. Chị có mang quà kẹo đến cho bọn em không? Người làm chứng, cháu có thể một lần nữa khẳng định bị cáo ngồi kia có phải là người tối hôm đó gây tai nạn không? Mia, em đừng sợ gì hết. Em chỉ cần nói ra sự thật thôi. Dạ đúng mà, chính là anh ta. Nếu không có con bé đó thì mình sẽ không phải đi tù. Nếu không phải vì nó thì mình sẽ ở bên cạnh Will và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với thằng bé hết. Con bé kia, mày phải đền mạng cho con trai của tao.
cô bán cho cháu 2 đô bánh donut nha. Hình như phải cả tháng rồi mới thấy cháu qua đây mua bánh đó ha. Em trai cháu không còn thích ăn bánh donut cô làm nữa hả? Dạ không, thằng bé vẫn thích bánh của cô nhất đó ạ. Chỉ là thằng bé đang đi chơi xa thôi cô ạ. Được lắm, cơ hội của mình đây rồi. Sao con lại đến đây? Con nhớ bà lắm. Bà không nhớ Will hả? Thằng bé cứ đòi đến đây, tôi thấy tội nó quá nên không kìm lòng được. Kể từ đây nhờ các cô ở nhà tình thương chăm sóc Will nha. Không, con ở với ba cơ. Will có nghe lời ba không? Ba sẽ về sớm với con thôi. Con phải nghe lời các cô, con nhớ chưa? Dạ vâng, ba sớm về với con nha. Will, ba sẽ trả thù cho con, sau đó ba cũng sẽ đi theo con. Bức ảnh đó là Will mà. Sao cô lại có ảnh của thằng bé chứ? Là cô đã ở bên Will suốt những năm qua ư? Anh đã trở về rồi đó ư? Tôi đã hỏi tại sao cô lại ở bên thằng bé cơ mà. Cô có ý đồ gì? Là cô thấy tội lỗi phải không? Vì cô mà nó phải xa ba nó, phải ở một nơi xa lạ. Nếu không phải tại cô thì tôi đã không phải đi tù. Thằng bé cũng không bao giờ gặp tai nạn mà chết, đúng vậy không? Anh nhầm rồi. Đúng là sau khi anh đi tù thì tôi đã tìm đến nhà tình thương để gặp thằng bé. Nhưng không phải vì tôi thấy tội lỗi. Tôi chẳng có lỗi gì với anh cả. Mà là tôi quý mến thằng bé. Anh phải chịu hình phạt cho tội lỗi của anh. Nhưng còn Will, thằng bé chẳng có tội lỗi gì. Tôi thương thằng bé bơ vơ nên đã đến làm bạn với nó. Chúng tôi đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau ăn bánh donut, món mà thằng bé rất yêu thích. Cùng nhau nói về ước mơ, mong sau này chuyện xảy ra với thằng bé khiến tôi đau đớn đến không thở được. Mới ngày nào chúng tôi còn vui đùa bên nhau, thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thằng bé nó cười rất tươi. Chuyện mà người cha tồi tệ này không thể làm cho thằng bé suốt 5 năm qua, đó chính là tình thương. May mà có cô. Tôi đã sai rồi. Nếu tôi không đi xe bất cẩn, nếu tôi không bỏ trốn, tôi đã có thể ra tù sớm hơn và ở bên cạnh con mình, bù đắp cho Will suốt thời gian qua. Tôi đúng là một người cha tồi tệ. Dù anh có là người như thế nào thì trong mắt Will, qua những câu chuyện thằng bé kể cho tôi nghe, anh vẫn là một người cha mà thằng bé vô cùng tự hào và yêu quý. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã ở bên cạnh Will suốt thời gian qua. Nhờ có cô mà chắc hẳn thằng bé cũng đã có những quãng thời gian hạnh phúc trước khi ra đi. Mảnh vườn nhỏ bé. Năm nay lại được mùa rồi, cũng bỏ công mình chăm sóc tưới tắm mấy tháng trời. Ông ba ơi, chờ tôi chút. Chào bác, mời bác vào nhà xơi chén nước đã. Thôi khỏi, tôi qua bảo ông lần sau phải bảo ban lũ cháu không được thả bò linh tinh để ăn hết ngô nhà tôi nha. Của đào còn sót, cá vạt ngô đang mơn mởn là thế mà bây giờ tan hoang hết cả. Bác nói gì lạ vậy? Thằng cháu tôi nó mượn con bò về làng bên cài rồi, sao mà sang nhà bác phá ngô được? Thôi ông khỏi phải bày đặt, rõ ràng có người nói nhìn thấy bò nhà ông lởn vởn bên nương ngô nhà tôi. Cái gì chứ? Tôi chỉ chăm trước cho ông lần này thôi, từ lần sau thì tôi không để cho ông yên đâu đấy. Ôi trời ơi, cái ông này cứ đổ sống đổ chết cho người khác thế. Khoan, hãy để tôi nói đã. Cây lão già chết tiệt, sao lại đổ sống đổ chết cho mình cơ chứ? Ức quá,
quá đi mất. Phải làm sao đây? Không biết mình đã chạy được bao nhiêu vòng rồi nhỉ? Tại sao ông ấy cứ chạy quanh vườn như thế nhỉ? Nhiều năm sau, cái lão ba này gàn dở hay sao ấy? Sao bao năm vẫn không đổi? Cứ tức giận với ai là lại. Ông vào nhà nghỉ ngơi đi. Bà kể tôi. Ông ơi, giờ ông đã có tuổi, không thể giống như trước kia khi tức giận chạy vòng quanh nhà được. Ông có thể cho tôi biết tại sao khi ông tức giận lại phải chạy quanh nhà ba vòng hay không vậy? Ông ơi, ông cứ như thế thì đến tối à. Ông không nói tôi cứ đứng mãi ở đây, tôi đi theo ông vậy. Khi còn trẻ, mỗi khi tức giận với người khác, tôi chạy quanh nhà ba vòng. Vừa chạy vừa nghĩ, nhà ta nhỏ thế, đất ta nhỏ thế, làm gì có thời gian và tư cách để tranh luận với người khác. Vừa nghĩ đến đó, tức giận của tôi tan biến hết. Thế rồi tôi đem tất cả thời gian và nỗ lực cho công việc. Nhưng mà ông ơi, đấy là trước kia, nhà ta nhỏ bé, bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, chúng ta đã trở nên giàu có. Nhà cửa rộng mênh mông, cớ sao ông vẫn phải làm như thế? Mặc dù là vậy, tôi vẫn chạy quanh vườn ba vòng. Vừa đi vừa nghĩ nhà mình như thế, hà tất phải tính toán với người khác. Cứ nghĩ như thế, tức giận của tôi lại tiêu tan. Nghĩ vậy mà tránh được nhiều xô xát với người ta đó. Mà cũng từ đó ruộng vườn nhà ta cũng ngày càng rộng ra đấy thôi. Ồ, thì ra là vậy. Không như con ông phải không ông? Chỉ vì tức giận với người khác, chích cho một cái hả giận mà không biết rằng đang tự tiệt đường sống của nó. Đúng rồi, khoan dung với người khác cũng chính là khoan dung với bản thân mình mà. Lời nói dối của hàng xóm. Khổ, bà ốm nặng thế này, phải gọi con cháu về chứ. Thân già lủi thủi một mình, ban ngày thì hàng xóm còn giúp được, chứ ban đêm ngủ một mình, ai mà biết thế nào mà nói trước. Bác biết đây, tôi có mỗi thằng con lập gia đình ở tận trong Nam, tôi buồn lắm. Bao lâu nay, nó chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Hôm trước tôi có gọi, bảo nó cho lũ trẻ về chơi mấy ngày, nó kêu bận, chưa có về được. Sao có thể thế được? Không lẽ cậu ấy coi tiền bạc còn quan trọng hơn cả người đã đứt ruột sinh ra mình hay sao? Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi cũng dạy dỗ nuôi nấng nó ăn học tử tế. Nhưng phải cái thằng con nó như vậy, biết làm sao được. Thằng này từ xưa tới nay, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, có bao giờ nghĩ đến mẹ nó đâu. Thằng Hùng này cũng thật quá quắt mà, chẳng biết chừng tới lúc bà cụ nhắm mắt xuôi tay rồi á, nó cũng không định vác mặt về. Khổ thân cho bà cụ, hay là... Này! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng con về rồi đây! Hùng, về đấy à, sao về mà không báo trước vậy con? Cháu chào bà, mẹ thế nào rồi? Sao hôm trước còn kêu bận mà, không về được nữa mà. Mẹ này, sao mẹ để nhà cửa thế này? Phải khóa cửa trong cửa ngoài cho chắc chắn, chứ kẻ gian nó lẻn vào thì sao? Cả mấy cánh cửa sổ này nữa. Phải gọi người đến, lắp thêm chốt và thêm lớp kính vào nữa. Ôi, không cần đâu con. Mẹ ở vậy mãi có làm sao đâu. Cũng không có gió lùa vào đâu mà sợ. Không phải là gió mái gì đâu, mà là trộm cắp cơ. Trời ơi, cái thân già này á có gì mà trộm với cắp chứ. Lại còn giả vờ giấu mình nữa chứ. Để mai con mua cho mẹ mấy cái áo mới. Chứ ai lại ăn mặc xòe xòa thế này.
Thôi, già rồi, mặt đẹp mà làm cái gì? Không được, trước thì không sao, chứ giờ thì khác rồi. Người ngoài nhìn vào lại bảo... Bà Hiên ơi, sức khỏe bà hôm nay sao rồi? Vâng, các bác sang chơi. Ồ, con cháu bà đã về rồi đấy à? Cảm ơn các bác. Có chúng nó về chơi tôi cũng đỡ. Họ hay sang đây chơi lắm hả mẹ? Họ ngày nào cũng đảo qua mấy lượt, nhất là mấy ngày hôm nay. Mẹ thì ho nhiều, thi thoảng họ lại sang hỏi thăm. Tôi sợ mẹ buồn nên sang ngồi nói chuyện muộn mới về. Người đời tốt quá nhỉ. Nếu không phải mẹ có hơn 1 tỷ thì hãy đợi đấy, mẹ không cẩn thận khéo bị lừa đó. Còn nói cái gì vậy? Ai lừa mà hơn 1 tỷ nào chứ? Thôi mà, mẹ cứ giấu con làm cái gì nữa. Mẹ vừa trúng số độc đắc hơn 1 tỷ đấy thôi. Số tiền lớn như thế mà mẹ chẳng thèm nói gì với con. Nghe người ta nói, chúng con mới ngớ người ra. Trời, thì ra là vậy hả? Quái lạ, suốt từ hôm mình về đến giờ chẳng thấy bà cụ đá động vì đến chuyện tiền nong gì cả. Mẹ không cần quần áo mới làm gì. Bà có coi mình là con đâu cơ chứ. Đã thế thì cũng không cần. Mẹ này, có lẽ mà chúng con xin phép về Nam. Nếu không ở được thì các con đi. Sao, mẹ không coi con là con của mẹ nữa à? Một khoản tiền lớn như thế, mẹ không cho được lấy 1 xu. Mẹ định để dành cho mấy bà hàng xóm chắc. Bà Hiên ơi, cháu mới nhờ người cắt hộ được mấy thang thuốc, mang sang bà sắc thử uống xem thế nào. Ơ, anh chị Định Mai đã đi rồi sao? Vâng, công việc không bỏ được. Với lại cũng phải vào để mua mấy tờ vé số, xem vận may có được mấy tỷ như mẹ tôi không chứ. Anh Hùng này, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Tôi nghĩ không thể giấu anh mãi được. Đã tới lúc anh phải biết toàn bộ sự thật. Bà cụ chẳng có trúng số má gì đâu. Bà nằm bẹp suốt ngày, đi đâu mà mua xổ số? Chẳng qua thấy... Chị nói gì mà nghe lạ vậy? Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật. Và còn một sự thật nữa, đáng sợ hơn thế nhiều. Mẹ của anh đang bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn được mấy thời gian đâu. Thế mà con cháu chẳng có ai. Sao có thể như thế được chứ? Tại sao mẹ tôi lại không nói gì với tôi chứ? Đấy, chuyện là thế đấy. Trời ơi! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!